Khi mà set up những thiết bị trong một hệ thống âm thanh để có thể khai thác tối ưu hiệu quả của tất cả thiết bị những thiết bị này sẽ bổ trợ cho nhau ấy thì thường chúng ta sẽ lựa chọn những cái thiết bị để loa DAC rồi mạch khuếch đại trong cùng một hãng hoặc là những thiết bị được coi là sinh ra là để dành cho nhau đấy cũng chính là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng đã có khá nhiều hãng audio đang muốn lấp đầy cái hệ sinh thái của mình bằng những thiết bị có thể phối ghép thành một hệ thống hoàn chỉnh và đây Ví dụ như hôm nay chúng ta có là Moon Neo Ace cùng với cặp loa Moon Void 22. Đây cũng là cặp xeo đầu tiên của Moon à, trình làng vào khoảng giữa năm ngoái và tới nay thì nó đã có mặt tại Việt Nam và trước đó khi mà chúng tôi có dịp gặp đại diện của Moon tại Việt Nam tại Nguyễn Audio thì chúng tôi cũng đã nhắc tới cặp loa này thì tới tận ngày hôm nay nó mới được đưa về. À, và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm thử một cặp loa được coi là sinh ra để phối hợp và khai thác hiệu quả cái mẫu âm ly Ace này thì nó sẽ như thế nào và đây cũng là một setup nhận được giải Asia World 2022-2023 là một hệ thống setup cực kỳ gọn gàng trong phân khúc tầm giá dưới 200 triệu tốt nhất. Nếu mà nhìn vào thiết kế ở bên ngoài á, thì Moon Void 22 chúng ta có thể thấy nó được lấy cảm hứng từ những cặp búp xeo ở thập niên 80 cũng chính là cái thời điểm mà Moon bắt đầu xuất hiện. Chúng ta sẽ có một thiết kế rất là vuông vắn và sẽ có hai màu để lựa chọn. Như ở đây chúng tôi có màu trắng và ngoài ra sẽ có thêm một tùy chọn màu đen. Bên ngoài thì tất nhiên vỏ thùng vẫn được làm từ gỗ MDF, thấy nó cũng bình thường thôi. Nhưng khi mà các bạn để ý sâu hơn vào những cái công nghệ để ý sâu hơn vào những cái điều mà moon đã làm trên cái thùng này thì các bạn mới thấy rằng là moon đã tập trung như thế nào uh, dành nhiều thời gian như thế nào để nghiên cứu cái vỏ thùng như đầu tiên thì chúng ta có thể thấy rằng là ở phần mặt trước đây không chỉ là một cái bề mặt gỗ thông thường mà moon đã gia cố thêm một cái uh, khung kim loại để có thể gắn những cái driver một cách chắc chắn hơn thì cái điểm này nó sẽ đảm bảo cho việc là khi mà loa đánh với một cái cường độ cao sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái rung động từ thùng loa tác động tới bề mặt màng hay là cho tới với cổng reflex ở phía đằng sau thì thường chúng ta sẽ thấy rằng là một nó là cổng bằng giấy hai là cổng bằng nhựa nhưng ở trên cổng reflex phía sau của Moonboy 22 thì lại có một sự kết hợp giữa uh, miệng loe bằng nhựa nhưng bên trong lõi thì bằng giấy điều này thì nó cũng sẽ góp một phần không hề nhỏ vào việc triệt tiêu những cái nhiễu xạ ở bên trong thùng uh, nếu như các bạn cảm thấy đây là một việc làm thừa và và nghĩ rằng là chỉ cần sử dụng một vật liệu thôi thì không hề bởi vì như một thương hiệu loa rất nổi tiếng trên thị trường hiện nay đó chính là RIDO thì họ cũng đang làm cái thiết kế tương tự là như thế này thì với một cặp búp xeo ở tầm giá chỉ khoảng dưới 100 triệu đồng thôi mà họ đã làm chỉn chu như vậy thì đây cũng là một điểm đáng khen trên việc thiết kế thùng loa của Moonvoi 22 nhìn sâu vào bên trong, chúng ta cứ gọi là nhìn xuyên vào bên trong đi. Thì mặt bên trong vỏ thùng của Voi 22 không phải là những cái mặt gỗ phẳng thông thường mà nó sẽ được tạo những cái đường xẻ và nó sẽ được sắp xếp bố trí lật nhau và nó cũng sẽ có những cái độ sâu khác nhau. Thêm nữa ở trên những đường rãnh này còn được phủ thêm một lớp cao su. Điều này là nó giúp cho cái việc uh, giảm những cái cộng hưởng không mong muốn trong thùng loa một cách triệt đẻ hơn cái hiệu quả mà nó mang lại thì rõ ràng khi mà tôi trải nghiệm cái mẫu loa này cái độ tĩnh của thùng nó là cực kỳ bất ngờ và chút nữa thì tôi sẽ nói kỹ hơn về cái trải nghiệm khi mà chúng ta đến với phần cuối của video và đó là những cái mà chúng ta có thể thấy được ở bên trên thiết kế còn với phần dưới này cũng là một điểm đặc biệt nữa thì với voi 22 thì chúng ta sẽ có một cái phần đế với tên gọi là hover base Thì với cái đế này khi mà chúng ta để ở trên một vài những cái bề mặt ví dụ như là kệ tivi này Hay là chúng ta để trên những cái chân đế như này Thì nó sẽ mang lại một cái cảm giác lơ lửng hơn Và phía dưới đáy nó còn được dán thêm một lớp cao su nữa Điều này nó giúp cho việc chống rung của loa cũng sẽ tốt hơn nhưng cái đế này thì chúng ta hoàn toàn có thể tháo rời ra được trong trường hợp nếu như các bạn sử dụng với chân đế đến từ Moon À, chân đế được sản xuất ra Dành cho cặp loa này Thì nó sẽ đặt khớp vào cái phần đế Mà chúng ta tháo rời ra Khi đó thì cũng sẽ có thêm một cái trải nghiệm khác biệt nữa à, Nhưng cụ thể như thế nào Thì có lẽ tôi phải có chân thì mới có thể nói được Chứ ở đây tôi chưa có chân Nên không dám uh, nói bừa Về cái hiệu quả thực tế ra sao Cũng ở phía đằng sau loa Thì uh, chúng ta sẽ tìm thấy một cái dòng chữ đặc biệt Đó chính là Made in Indonesia Bởi vì cặp loa này sẽ được kết hợp cùng với một thương hiệu chuyên sản xuất củ loa đó chính là Sb Acoustic Để có thể phối kết hợp đưa cái driver đó lên đây Nên rõ ràng nghiên cứu thì ở một nơi nhưng made in thì lại ở một nơi Nhưng không sao, miễn sao nó vẫn là một cặp loa do chính Moon phát triển Và có thể mang tới cho chúng ta một hệ thống setup hoàn chỉnh với những thiết bị khác đến từ Moon Là ok Với driver woofer thì chúng ta sẽ có đường kính là 155mm Và driver tweeter dome mềm 29mm khi mà nhìn vào đây thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng là cái driver Twitter này nó cũng có một thiết kế đặc biệt một chút với cái phần gân xung quanh dày dặn hơn và cong hơn. Cùng với đó thì nó được đặt trong một họng kèn khá sâu. Thì điều này nó sẽ giúp cho driver Twitter có thể giảm được những cái nhiễu xạ xấu ảnh hưởng lên bề mặt của driver và cũng như nó giúp cho cái giải âm, giải cao nó sẽ có thể tăng cái độ mở tốt hơn và từ đó thì cái không gian của sân khấu của chúng ta nó sẽ rộng mở và ấn tượng hơn so với những cái mẫu búp xeo khác ở trong cùng tầm giá. Và với driver woofer thì nó sẽ được sử dụng màng là polypropylene. Những cái màng này nó sẽ được gia cường và phủ khoáng nhiều hơn, từ đó thì nó giúp tăng độ cứng và đảm bảo cái giải trầm của chúng ta nó sẽ không bị méo khi mà đánh ở âm lượng cao. Và ngay cả với mạch phân tần của Voi 22 cũng được chính môn phát triển với mạch PCP 2 lớp. Cùng với đó là những linh kiện chất lượng cao để đảm bảo tín hiệu âm thanh khi mà được phân tần cho hai driver nó sẽ đạt độ chính xác tốt nhất. Và đó là những công nghệ mà chúng ta có thể tìm thấy trên voi 22. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại một chút với Moon Neo Ace. Đây là một thiết bị all-in-one, không phải là mới trên thị trường nhưng nó lại là một thiết bị của hiếm trong giới audio đặc biệt ở phân khúc tầm giá dưới 120 triệu. À, nó đặc biệt như thế nào? các bạn có thể thấy rằng là với một thiết kế khá mỏng thôi và bên ngoài ngoại hình thì cũng giống một vài như thiết bị khác nằm trong series Neo như là Neo 380, 580 hay là 680D thiết kế vẫn đối xứng hai bên cùng với cụm điều khiển và màn hình ở giữa và núm để có thể tăng giảm âm lượng nhưng với độ mỏng như thế này bên trong Ace chúng ta đã có sẵn My stream, đã có sẵn DAC đã có sẵn bộ khuếch đại và việc phối ghép khi này thì nó cực kỳ dễ dàng và cực kỳ gọn gàng chỉ cần cắm dây tới loa là đã có thể chơi được à, cùng lắm là chúng ta phải cắm thêm nguồn và cắm thêm internet nhưng những cái việc đó là hoàn toàn dễ dàng để có thể có được một setup âm thanh tối ưu Và đó cũng chính là lý do tại sao mà nó được xem là của hiếm trong giới audio ở tầm giá 5.000 đô Và nhận được giải ơi ra khi mà phối hợp cùng với cặp la Voice 22 này Và thêm nữa, một chi tiết nữa mà tôi cũng muốn chia sẻ đấy là nó được hiện diện trên hơn 50 mặt báo nổi tiếng trên thế giới về ngành audio và nhận được lên tới 17 giải, 17 giải cho riêng cái con này nhá. Về mạch khuếch đại của Moon Neo Ace Thì nó cũng sẽ là một điểm nhấn đặc biệt nữa Bởi vì hầu hết với những cái mẫu âm Only, Only One Ở tầm giá 100 triệu đồng Thì nó sẽ được trang bị mạch Class D Rồi dùng nguồn sung Nhưng với Moon Neo Ace Thì nó lại là Một thiết bị nhận được Một cái mạch khuếch đại Class AB Với công suất 50W và độ nhiễu cực kỳ thấp Thêm nữa Nguồn cung cấp năng lượng cho cái mạch Class AB này lại là nguồn biến thế xuyến và sẽ có một cái bộ lọc nguồn cực kỳ chỉnh chu với tụ lớn ở đây. Đấy các bạn thấy chưa? Về khả năng giải mã của NeoAce thì nó sẽ được trang bị chip DAC ESS Sabre ES9010K2M cho khả năng giải mã tín hiệu PCM tối đa 384kHz 32 bit và DSD lên tới 11.2MHz Quark DSD trực tiếp. Đối với tín hiệu streaming thì ở module Mai được tích hợp bên trong NeoAce cũng hỗ trợ các file DSD 64. Ngoài ra phía đằng sau của NEO Ace thì chúng ta cũng sẽ tìm được khá nhiều những cái cổng kết nối in out cả analog cả digital và đặc biệt trong số đó mà tôi không thể không nhắc tới đó chính là cổng phono để cho chúng ta có thể chơi trực tiếp với mâm đĩa than. Đó. Quá trời thứ, quá nhiều đồ chơi nằm trong một mẫu thiết bị all in one của Moon tầm giá dưới 120 triệu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến một phần không thể thiếu đó chính là trải nghiệm âm thanh trên cái bộ phối ghép này, một bộ phối ghép mà được xem là cực kỳ tối ưu ở trong tầm giá. Và ở đây thì chúng tôi có sử dụng hệ dây của Noctos Red Dawn và chúng tôi cũng dùng dây nguồn Noctos Red Dawn. Trước khi đi vào những cái đánh giá về trải nghiệm cá nhân thì tôi cũng muốn nêu một cái ưu điểm khi mà chúng ta setup cái hệ thống này Đó chính là về việc lựa chọn vị trí setup loa thì nó cũng rất dễ dàng thôi Như tôi đã nói thì nhà sản xuất cũng yêu cầu chúng ta là cái khoảng cách tối thiểu với tường là 60cm Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể dễ dàng để trong những căn phòng nhỏ hoặc khi mà chúng ta muốn để nó sát vào tường hơn một chút thì cũng có thể sử dụng những cái mút mà nhà sản xuất đã trang bị sẵn khi đó thì để sát tường cũng không có những hiện tượng bị ủ hồn quá nhiều nhưng chắc chắn là nó cũng sẽ có một lượng ít ít nhưng nó cũng không ảnh hưởng lắm đâu thì đấy là một ưu điểm nữa về việc setup còn khi mà chúng ta trải nghiệm về âm nhạc Tôi có test thử một vài bài có vocal thì chúng ta có thể nhận rõ được là về cái độ ngọt và cái độ mượt mà của Vocal, nó không bị làm quá dày mà nó sẽ đi theo hướng tự nhiên và nó thể hiện đúng cái DNA mà Moon uh, vẫn làm trên những sản phẩm của họ. Còn về trung âm thì chi tiết các nhạc cụ được làm tách bạch khá rõ ràng, sân khấu âm thanh rộng rãi và cái điểm ngọt của nó cũng rất rộng. Khi mà chúng tôi có ngồi cùng nhau khoảng 3-4 tới người ngồi ở vị trí lệch trục thì những người ngồi ở vị trí lệch trục vẫn có thể cảm nhận rõ được uh, những cái độ ngọt của âm thanh mà nó không bị thay đổi đi quá nhiều À, thì đây rõ ràng là một cái điều bất ngờ nữa Ở trên một cặp lá búp xeo ở thẩm giá 80 triệu Và khi phối ghép với một thiết bị all one nữa cũng chưa tới 200 triệu Còn về giải trầm thì nó sẽ không xuống được quá sâu Nhưng nó vẫn nằm ở một mức gọi là tròn vai Để chúng ta có thể trải nghiệm được một cái năng lượng rất là tốt Và đặc biệt là cái tốc độ đánh của giải trầm này Thì nó chắc chắn sẽ làm cho các bạn bất ngờ nên nhớ khi mà nghe test track hãy đeo tai nghe vào để có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhất Nhưng điều này nó sẽ trở thành nhược điểm khi mà các bạn sử dụng cặp voi 22 này ở Trong một cái không gian quá lớn thì chắc chắn khi đó các bạn sẽ cần thêm một thiết bị Đó chính là subwoofer Còn với không gian ở khoảng 25m2 trong test lab của chúng tôi Thì cái giải trầm như vậy thì tôi thấy là nó cũng đã đủ rồi Về cả chất lẫn lượng và một cái điểm nữa đó là khi chúng tôi có tham chiếu với một thiết bị đến từ hi đó chính là RS520 Một mẫu âm ly có công suất lớn gấp 5 lần so với Moon Ace thì nó thể hiện cái độ vững của nền âm cực kỳ ấn tượng không khác gì một cặp loa cột mang lại Giải trầm thì nó mang đầy đủ lượng và đánh rất chắc chắn Giải trung âm thì không quá ngọt như trên Moon Ace nhưng mà nó vẫn khá trung tính và mượt mà về giải cao mặc dù nó tốt như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng nó thiếu một chút micro-detail tức là những cái âm thanh cực kỳ nhỏ ví dụ như tiếng sim khi mà đánh á thì cái phần kéo đuôi về phía sau nó vẫn chưa thể hiện được quá rõ ràng nó vẫn bị hơi cụt nhẹ một tí. Nếu như mà nó có thể tái hiện một cách tốt hơn, xuất sắc hơn nữa thì uh, cái trải nghiệm của chúng ta nó sẽ còn tuyệt vời hơn. Hay là về uh, giải mít thì về mid lô khi mà chúng ta trải nghiệm những bài nhạc có tiếng công tra bát thì cái độ nảy của tiếng công tra bát nó chưa thực sự quá tốt chưa thực sự quá rõ ràng thì nói như vậy thì nó cũng không phải là một cái điểm yếu do chỉ loa mà có thể nó sẽ đến từ cái mẫu only one ace này à, nó cũng chưa phải là một mẫu only one quá xịn quá xuất sắc nên chúng ta vẫn sẽ phải chấp nhận một vài những cái nhược điểm nhỏ Nói như vậy nó cũng không phải là một cái nhược điểm gọi là quá to lớn ở trong cái tầm giá dưới 200 triệu này Bởi vì nếu như các bạn có tìm hiểu kỹ về cặp Voice 22 này khi mà kết hợp cùng với mẫu Only One Ace Thì chúng ta có thể thấy rằng là rất rất nhiều những trang báo dành lời khen cho cái giải cao của nó Một cái giải cao có độ mỏ cực kỳ rộng về cả chiều ngang lẫn chiều sâu Tóm lại thì với tầm giá dưới 200 triệu đồng Đặc biệt là với những anh em không có quá nhiều kinh nghiệm Trong việc lựa chọn những cái món đồ để phối ghép với nhau Để có thể bổ trợ và khai thác tối ưu hóa hiệu quả của nhau Thì đây vẫn sẽ là một setup mà chúng tôi khuyến nghị các bạn nên lựa chọn Dễ chơi, dễ phối ghép, dễ setup và dễ có được trải nghiệm tốt À, có các bạn thấy sao về bộ phối ghép mà chúng tôi mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay và các bạn thấy sao về việc lựa chọn những thiết bị được tối ưu với nhau trong cùng một hãng thì hãy comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Còn video của chúng tôi thì dừng lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn Nguyễn Audio đã hỗ trợ chúng tôi tất cả những thiết bị này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.